Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin bóng đá Việt ngày 11 tháng 1. Nó sẽ cập nhật những thông tin mới nhất của bóng đá trong nước. Thưa quý vị, sau một thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, từ ngày 13 tháng 1 sắp tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Ngoài việc quan tâm đến trận đấu đối với đội tuyển Australia, thì người hâm mộ Việt Nam cũng rất chờ đợi ai sẽ là đội trưởng mới của đội tuyển. Sau thời gian nghỉ ngơi, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 13 tháng 1. Toàn đội sẽ có 8 ngày chuẩn bị tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường sang Australia vào ngày 21 tháng 1. Trong thời gian tập luyện ở Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đưa ra quyết định về việc bầu lại đội trưởng và ban cán sự của đội tuyển Việt Nam. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ bay thẳng tới Australia thay vì phải quá cảnh. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có 6 ngày chuẩn bị trước khi bước vào trận đấu với Australia vào ngày 27 tháng 1. Đây là trận đấu thuộc lượt trận thứ 7 tại vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á của đội tuyển Việt Nam. Trong 6 trận trước đó, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo không có được điểm số nào dù đã chơi đầy nỗ lực. Sau trận đấu tại xứ sở chuột túi, đội tuyển sẽ trở về nhà để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội tuyển Trung Quốc vào ngày mùng 1 Tết âm lịch. Ngay sau trận đấu gặp Australia, thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ có một trận đấu tiếp theo vô cùng quan trọng, đó là tiếp đón đội tuyển Trung Quốc trên sân nhà Mỹ Đình vào đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán. Và có vẻ như bên phía đội bạn cũng đang rất thận trọng cho trận đấu này. Điều đó được thể hiện qua số lượng người và thiết bị mà đội bóng xứ Hoa mang sang Việt Nam. Làm khách trước đội tuyển Việt Nam vào ngày 1 tháng 2, 2022 trong khuôn khổ vòng loại 3 World Cup khu vực châu Á, tức ngày 1 Tết Nguyên đán, đội tuyển Trung Quốc dự kiến sẽ mang đầy đủ binh hùng tướng mạnh sang Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã gửi danh sách sơ bộ hơn 100 thành viên của đội tuyển quốc gia nước này sang Hà Nội thi đấu. Theo kế hoạch, sau khi làm khách trước Nhật Bản vào ngày 27 tháng 1, đội tuyển Trung Quốc sẽ di chuyển bằng chuyên cơ và dự kiến có mặt tại Hà Nội vào ngày 28 tháng 1. Dù danh sách đăng ký sơ bộ của CFA có tới 100 thành viên sang Việt Nam, nhưng rất có thể danh sách này sẽ được rút ngắn xuống hơn một nửa, trong đó có khoảng 30 cầu thủ. Ngoài ra, phía Trung Quốc cũng sẽ mang theo 10 tấn thiết bị tập luyện và hành lý để phục vụ cho trận đấu. Đội tuyển Trung Quốc sẽ được bố trí ở tại khách sạn Grand Plaza và sinh hoạt trong bong bóng khép kín cùng đội tuyển Việt Nam, ban tổ chức, trọng tài và đại diện của AFC. Sau 6 lượt trận, đội tuyển Trung Quốc đang đứng ở vị trí thứ 5 với 5 điểm, kém đội tuyển Đức đứng thứ 3 với khoảng cách 6 điểm. Tất nhiên với một trận đấu trên sân nhà Mỹ Đình thì điều mà người hâm mộ Việt Nam mong muốn nhất là được vào sân để cổ vũ cho đội tuyển. Và mới đây, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có công văn gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và các cơ quan chức năng về việc đón 20.000 khán giả vào sân ở trận Việt Nam gặp Trung Quốc. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có công văn gửi Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và các cơ quan chức năng về việc dự kiến sân Mỹ Đình sẽ đón 20.000 khán giả vào sân để cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận đối đầu với đội tuyển Trung Quốc vào ngày 1 tháng 2, tức ngày 1 Tết Nhâm Dần. Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã ký công văn gửi các ban ngành và tổ chức có liên quan đề nghị xem xét và hỗ trợ kế hoạch đón khán giả vào sân. Trước đó, 12.000 khán giả, tức 30% sức chứa sân vận động Mỹ Đình, đã được vào sân để cổ vũ hai trận đấu đội tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản và Ả Rập Xê Út. Ngoài việc đề xuất cho cổ động viên vào sân, công văn cũng đưa ra những thông báo về kế hoạch tổ chức cũng như kiểm soát chặt chẽ khâu ra vào, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc 5K theo quy định, tăng cường đội ngũ y tế và an ninh. Lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cho biết, việc khán giả có được vào sân hay không sẽ còn phụ thuộc vào tình hình thực tế bởi dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp ở Hà Nội. Ở phần cuối bản tin ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng cập nhật những thông tin mới nhất của bóng đá trong nước. Và đây cũng thay cho lời chào kết của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Đội tuyển Việt Nam đã bị FIFA phạt gần 150 triệu đồng do có 6 cầu thủ nhận thẻ vàng trong trận thua 0-1 trước Ả Rập Xê Út ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào ngày 16 tháng 11 năm 2021. Theo quy định của FIFA, mỗi đội tuyển có 5 cầu thủ trở lên nhận thẻ vàng ở một trận đấu sẽ bị phạt tiền. Ngày hôm đó, tuyển Việt Nam phạm đến 17 lỗi và có 6 cầu thủ nhận thẻ, bao gồm Quế Ngọc Hải, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Toàn, Phan Văn Đức và Nguyễn Thành Trung. Trong đó, cựu thủ quân Quế Ngọc Hải và Nguyễn Tuấn Anh sẽ bị treo giò ở trận làm khách trước đội tuyển Đức tại Melbourne vào ngày 27 tháng 1 do đã nhận đủ 2 thẻ vàng. Chanathip Songkrasin, ngôi sao của đội tuyển Thái Lan, đã chính thức đạt thỏa thuận gia nhập câu lạc bộ mạnh nhất của J-League Nhật Bản, Kawasaki Frontale, trước thềm mùa giải J-League 2022.
ngay trong buổi sáng 11 tháng 1, fanpage của Kawasaki Frontale đã thông báo họ đặt thỏa thuận chiêu mộ cho Anatip từ Consadole Sapporo với mức phí không được tiết lộ. Kawasaki Frontale hiện đang là đương kim vô địch của Nhật Bản và họ cũng đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi vô địch G-League 1 4/5 mùa giải gần nhất và luôn là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch AFC Champions League. Trước khi cập bến Kawasaki Frontale, Chanathip đã ghi tổng cộng 15 bàn sau 115 trận tại hạng đấu cao nhất của Nhật Bản. Anh cũng từng lọt vào đội hình tiêu biểu của G-League 1 vào năm 2018. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.